Xin kính chào quý vị khán giả của kênh truyền hình FBNC. Phương Thúy rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Giờ Kết Sổ. Và phần 1 của chương trình như thường lệ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một chuyên gia chứng khoán, đó là chuyên gia Nguyễn Tiến Cường của công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội, để cùng anh điểm qua một số những diễn biến nổi bật trong tuần. Dạ vâng, thưa anh, bước qua tuần giao dịch thứ tư của tháng 8 thì với những tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư khi tháng này là tháng ngâu hay còn gọi là tháng cô hồn, thì thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta đã diễn biến ra như thế nào ạ? Xin chào tất cả quý vị, quý nhà đầu tư. Như chúng ta cũng đã thấy thì theo chu kỳ giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong nhiều tháng năm trở lại đây, vào cái tháng 7 hay người ta gọi là tháng cô hồn, tháng ngâu, thì thị trường chứng khoán Việt Nam trong nhiều năm gần đây đều có cái sự điều chỉnh giảm. Thường trung bình là chúng ta thấy là thị trường giảm vào 2 tuần đầu tiên của tháng 7 âm lịch và 2 tuần sau cái ngày 15 tháng 7 âm lịch thì thị trường đều có cái sự khởi sắc. Và không làm trong những quy luật đó thì bước vào năm 2018, chúng ta thấy ở ngay cái tuần thứ 3 và thứ 4 của tháng 8 thì thị trường chứng khoán Việt Nam khi bước vào cái tháng 7 thì cái tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cũng đã diễn ra như mọi năm. Tuy nhiên có một cái sự khác biệt, đó là chúng ta thấy ở tuần trước thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một cái sự đi ngang và tăng nhẹ, với khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch tăng hơn đôi chút. Sang đến tuần này thì là cái tuần thứ 2 của tháng 7 cũng như là tuần thứ 4 của tháng 8 thì chúng ta cũng thấy là thị trường có những cái sự khởi sắc rất rõ rệt. Và trong tuần vừa qua chúng ta thấy thị trường có những cái điểm nổi bật như sau. Thứ nhất là chúng ta nhìn về cái giao dịch của khối ngoại, thì trong tuần qua chúng ta thấy là khối ngoại đã giảm cái nhịp độ bán ròng kể từ đầu tháng 4 cho tới nay. Trong tuần khối ngoại đã có những phiên mua bán ròng đan xen lẫn nhau, khối ngoại đã mua bán cân bằng cả ba sản chứng khoán sản chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, sản chứng khoán Hà Nội và Upcom, và tập trung mua bán ở trong những cái nhóm mã như là Vincom, Vinhome, VRE, Vinamilk, Masan hay GEX. Ở Upcom chúng ta thấy có BSR và OI cũng là một trong những mã mà được khối ngoại quan tâm rất là nhiều. Ở sàn thành phố Hà Nội thì chúng ta cũng thấy là có PVS, SHB và Shell. Đây là điểm khác biệt đối với thị trường trong những cái tuần gần đây. Cái thứ hai là cái nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Thì trong tuần vừa qua thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã chứng kiến được cái nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí có sự bùng nổ liên tiếp và tạo cái sự hưng phấn của từ tuần trước. Thì bước sang tuần này chúng ta thấy cũng vẫn là cái nhóm đó nổi bật. Ở cái nhóm ngân hàng chúng ta có thể thấy đó là BIDV, CTG và VCB. Một số cái mã ở nhóm ngành dầu khí như là GAT, PLX. Ngoài ra thì các cái mã, cái vốn hóa lớn cũng khá là tích cực tăng giá như là Vinamilk, BVH, Masan, Vic, Vinhome, rồi PVS. Sự đồng pha của nhiều nhóm mã cổ phiếu trong thị trường đã giúp cái chỉ số chứng khoán cân bằng và tăng giá trong tuần. Về chỉ số index thì chúng ta cũng thấy là chỉ số VN Index đã khởi động tăng giá ngay từ cái phiên đầu tuần. Chỉ số mở cửa đầu phiên ngày thứ hai với VN Index mở cửa là 969,62 điểm. Thì trong tuần chúng ta thấy là dù có những lúc chỉ số điều chỉnh giảm trong ngày, nhưng nhờ những cái tín hiệu tích cực tăng giá của các nhóm cổ phiếu như Vincom, Vinhome hay một số mã vốn hóa lớn thì đóng cửa chỉ số VN Index đều tăng giá và tiến gần cái mốc tâm lý 1.000 điểm. Trong tuần chúng ta thấy cái khối lượng giao dịch qua các phiên của tuần này trung bình cũng đạt trên 165 triệu cổ phiếu và giá trị giao dịch trên 3.500 tỷ, tăng 5% so với những tuần trước đó. Đây là một trong những tín hiệu tích cực cho thấy cái sự hồi phục của chỉ số chứng khoán VN Index. Quay trở lại cái sàn thành phố Hà Nội thì chúng ta thấy chỉ số HN Index tuy không đồng pha tăng điểm như những cái phiên giao dịch của tuần trong tuần như cái sàn Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên thì chỉ số
HN Index đã có những cái sự điều chỉnh và cái biên độ cũng chỉ xoay nhẹ quanh cái mốc là 110 điểm. Cái khối lượng giao dịch cũng khá ổn định so với những tuần trước, trung bình đạt 35 triệu cổ phiếu một phiên với giá trị trên dưới 500 tỷ đồng. Và chúng ta cũng thấy là chỉ số đang tích lũy và tiến sát hơn đến cái vùng 115 điểm. Khác với sàn Thành phố Hồ Chí Minh và sàn Hà Nội thì cái sàn Upcom cũng có những cái tăng điểm và giảm điểm trái chiều hoàn toàn so với hai sàn, và cái biên độ thì cũng không quá lớn. Chỉ số Upcom Index luôn xoay quanh cái mốc 51 điểm với khối lượng giao dịch và cái giá trị có phần giảm nhẹ hơn so với những cái tuần trước đó, và trung bình chỉ đạt khoảng 14 triệu cổ phiếu một phiên với giá trị là khoảng 180 tỷ. Nhìn về chỉ số, chúng ta thấy Upcom cũng có thể sẽ tiến sát và tích lũy và tiến sát đến cái vùng 55 điểm. Tuần vừa qua thì thị trường chứng khoán đã đón nhận những cái thông tin tích cực như sau. Chúng ta thấy là trong hai ngày 22 và 23 tháng 8 thì những cái thông tin tích cực về cuộc họp đàm phán giữa các cơ quan của chính phủ Mỹ và Trung Quốc nhằm hạ nhiệt và tránh cái nguy cơ của cuộc chiến tranh thương mại xảy ra. Điều này cũng đã tác động khá tích cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Một cái thông tin nữa đó là chúng ta thấy là tại cái diễn đàn kinh tế Việt Nam VEF 2018 tổ chức tại Hà Nội ngày 21 tháng 8 thì với cái chủ đề là thị trường vốn và tài chính, thì chúng ta cũng thấy là thông qua cái diễn đàn một lần nữa thì cho thấy cái quyết tâm của chính phủ cũng như các cơ quan quản lý đã từng bước đưa cái thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường chứng khoán mới nổi trong thời gian tới. Điều này đã tác động tích cực tới cái nhà đầu tư tham gia vào thị trường trong cái tuần này. Ngoài ra thì có một cái thông tin liên quan đến vấn đề doanh nghiệp, đó là chúng ta thấy là tập đoàn Vingroup họ đã phát hành thành công 84 triệu cổ phiếu cho cái tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc với giá trị trên 400 triệu USD với cái giá là 110.000 đồng một cổ phiếu. Đây là những cái thông tin khá tích cực đã diễn ra trong tuần giúp nhà đầu tư cảm thấy tự tin để mua vào cổ phiếu khi giá những cổ phiếu đang ở cái vùng tích lũy và cái vùng khá hấp dẫn để đầu tư. Tuần tới thì chúng ta cũng đã thấy đó là cái tuần cuối cùng của tháng 8 mà trước khi cái kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 diễn ra, thì cái tâm lý nhiều nhà đầu tư cũng sẽ thận trọng hơn. Tuy nhiên với cái đà hồi phục tích cực của thị trường chứng khoán trong tuần qua cộng với những cái thông tin của hai quỹ ETF ngoại đang hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam là VanEck Marker Vector Việt Nam ETF, viết tắt là VNM ETF, và cái FTSE ETF, thì họ sẽ công bố cái danh mục định kỳ cái quý 3 năm 2018, thì nhiều khả năng trong cái tuần tới thị trường Việt Nam sẽ có tiếp tục tăng điểm và vượt qua cái mốc tâm lý 1.000 điểm. Qua đó thì nhà đầu tư chúng ta cũng nên cân nhắc giải ngân và gia tăng cái tỷ trọng trong các phiên điều chỉnh để có thể mua được cổ phiếu giá tốt. Các nhóm cổ phiếu nhà đầu tư có thể quan tâm như các nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, dầu khí, chứng khoán và các nhóm cổ phiếu cơ bản có kết quả kinh doanh được dự báo là tốt trong năm 2018. Những thông tin vừa rồi của chuyên gia Nguyễn Tiến Cường đã kết thúc phần 1 của chúng ta. Quý vị đừng rời màn hình, chúng ta hãy đến với phần 2, phần điểm tin. Quý vị đang quay trở lại với phần 2 của chương trình Giờ Kết Sổ, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm những thông tin nổi bật của các doanh nghiệp trong nước và trên thế giới. Sau đây là một số những thông tin về doanh nghiệp trong nước. Thưa quý vị, Tổng công ty Bưu chính Viettel, Viettel Post vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2018. Theo đó, doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm đạt 1.904 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán hàng giảm mạnh 73% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 193 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu cung cấp dịch vụ, chủ yếu là dịch vụ chuyển phát nhanh, lại tăng vọt lên 46%, lên 1.711 tỷ đồng, chiếm 90% tổng doanh thu Viettel Post.
những năm gần đây, Viettel Post đẩy mạnh mảng chuyển phát nhanh và hướng đến mảng kinh doanh chiến lược. Kết quả, Viettel Post ghi nhận 117 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm, tăng 60% so với cùng kỳ. Thu nhập trên mỗi cổ phần EPS 6 tháng đạt 3.940 đồng. Thưa quý vị, CJ Cầu Tre vừa thông qua việc mở thêm hạn mức tín dụng 20 triệu đô la Mỹ tại ngân hàng DBS Singapore để thanh toán các chi phí thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm mới tại khu công nghiệp Hiệp Phước. Thời hạn cấp hạn mức tín dụng có hiệu lực 1 năm kể từ ngày 9 tháng 8 năm 2018. Được bảo lãnh bởi công ty CJ Chijidang, một cổ đông lớn của CJ Cầu Tre, trước đó dự án khu công nghiệp Hiệp Phước đã 2 lần được tăng mức đầu tư. Cụ thể, Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2016 đã thông qua chủ trương xây dựng nhà máy với tổng đầu tư ban đầu dự kiến là 500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ quý 4 năm 2016 đến quý 2 năm 2018. Đến kỳ họp năm 2017 thì cổ đông thông qua phương án tăng vốn từ 500 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng do phải mở rộng quy mô nhân sự. Thời điểm thực hiện chuyển qua quý 3 năm 2017 đến quý 4 năm 2018. Tháng 7 năm 2018, cổ đông công ty tiếp tục thông qua phương án điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 1.965 tỷ đồng. Đây là lần tăng mức đầu tư thứ hai kể từ khi Cầu Tre về chung nhà với CJ Hàn Quốc. Thưa quý vị, công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh, mã chứng khoán là DXG, vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP. Cụ thể, Đất Xanh sẽ phát hành 7,5 triệu cổ phần ESOP, chiếm 2,19% số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại của công ty. Giá bán là 10.000 đồng một cổ phiếu, tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt phát hành này là 75 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 3 năm 2018. Kết quả kinh doanh nửa đầu năm, DXG đạt 1.947 tỷ đồng doanh thu thuần và 650,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mặc dù mới đạt 39% kế hoạch doanh thu, nhưng DXG đã thực hiện được 60% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra. Về kế hoạch hoạt động của công ty, thì trong năm 2018, Đất Xanh dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 3.850 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành ESOP, đặt mục tiêu đạt 5.000 tỷ đồng doanh thu và 1.068 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Thưa quý vị, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power POW vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7 cùng kế hoạch tháng 8 năm 2018. Trước hết thì về hoạt động trong tháng 7, sản lượng điện của PV Power đạt 1.858 triệu kWh, mang về tổng doanh thu là 2.234 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng doanh thu cũng đạt 19.540 tỷ đồng, thực hiện 66% chỉ tiêu cả năm. Cụ thể, nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 và Vũng Áng 1 đóng góp sản lượng điện lớn nhất trong hệ thống, lần lượt là 654 triệu kWh và 542 triệu kWh. Tương ứng mức doanh thu là 774 tỷ đồng và 579 tỷ đồng. Về kế hoạch trong tháng 8, thì PV Power kỳ vọng sản lượng điện đạt 1.320 triệu kWh và doanh thu ước đạt 1.682 tỷ đồng. Trên thị trường, cổ phiếu POW của Tổng Công ty đang hồi phục về mức 13.200 đồng một cổ phiếu khi chốt phiên ngày 23 tháng 8. Sau đây là một số những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, Sears, chuỗi cửa hàng bách hóa của Mỹ vừa cho biết, từ nay đến tháng 11, công ty này sẽ đóng cửa 46 cửa hàng trên khắp đất nước Mỹ. Nguyên nhân của động thái này được công ty đưa ra là để đánh giá hệ thống cửa hàng và đây cũng là một phần trong quá trình chuyển đổi bán lẻ tích hợp. Việc thanh lý doanh số bán hàng tại 33 cửa hàng của Sears và 13 Kmart dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tuần tới đây. Công ty cũng cho biết công nhân tại các cửa hàng bị đóng cửa sẽ nhận được một trợ cấp nghỉ việc và có thể xin làm việc tại các cửa hàng lân cận khác. Sears cũng cho biết trong tháng 1 vừa qua thì công ty đã lên kế hoạch đóng cửa hơn 100 cửa hàng. Tính đến nay, Sears đã điều hành 894 cửa hàng. Đại diện Sears chia sẻ, việc cắt giảm bớt số cửa hàng là do doanh số giảm xuống và người tiêu dùng đang dần chuyển sang xu hướng mua hàng trực tuyến hoặc ở các trung tâm mua sắm. Sears vẫn đang thử nghiệm các hình thức bán hàng mới, nhưng các nhà phân tích bán hàng lẻ cho rằng công ty này sẽ khó thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Cổ phiếu của Sears đã giảm hơn 85% trong vòng 12 tháng qua, giá trị vốn hóa thị trường của công ty đang ở mức 123 triệu đô la Mỹ. Cổ phiếu của hãng cũng đã chạm mức thấp nhất là 1,09 đô la một cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 23 tháng 8.
Thưa quý vị, công ty LaZBoy vừa công bố báo cáo kinh doanh, theo đó thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty là 34 sen, vượt qua so với dự kiến ban đầu là 25 sen một cổ phiếu. Bên cạnh đó thì công ty cũng phải ghi nhận vượt qua các ước tính về doanh thu khi tăng 7,7% lên 385 triệu đô la Mỹ so với dự kiến trước đó là 368 triệu đô la Mỹ. Do đó, cổ phiếu của LaZBoy đã tăng hơn 13%, đây là con số tăng cao nhất kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2017. Giám đốc điều hành LaZBoy, ông Kev Darrow cho biết, mức tăng 3,1% trong doanh số bán hàng của công ty LaZBoy Furniture Gallery là một đóng góp quan trọng cho kế hoạch kinh doanh của toàn công ty. Đồng thời, đây cũng là cửa hàng có tăng trưởng doanh số cao nhất cho tất cả các cửa hàng là 139 cửa hàng thuộc sở hữu của công ty. Bên cạnh đó, ông Darrow cũng chia sẻ về sự tăng trưởng lạc quan của công ty bất chấp những lo ngại về căng thẳng Mỹ-Trung có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Thưa quý vị, phiên giao dịch ngày 23 tháng 8 đã chứng kiến sự tiếp tục mất điểm của các chỉ số chính tại phố Wall. Nỗi lo thương mại Mỹ-Trung áp thuế 16 tỷ đô la Mỹ hàng hóa đã khiến nhóm cổ phiếu nhạy cảm mất giá. Khép phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống mức 25.656 điểm, S&P 500 giảm 0,17% xuống còn 2.856 điểm, Nasdaq giảm 0,13% xuống mức 7.878 điểm. Mỹ và Trung Quốc đã áp thuế với 16 tỷ đô la Mỹ hàng hóa của nhau, dù quan chức hai nước đang đàm phán thương mại tại Washington. Các cổ phiếu nhạy cảm với thương mại nhanh chóng giảm giá, kéo chỉ số Dow Jones đi xuống. Hai hãng giao dịch toàn cầu Caterpillar và Boeing cũng lần lượt giảm 2% và 0,7%. Cổ phiếu của Deere giảm 1%, cổ phiếu công nghệ Alibaba và Netflix giảm lần lượt 3,2% và 1,5%. Trong các chỉ số của S&P 500 thì duy nhất cổ phiếu công nghệ tăng 0,2%. Tuy nhiên thì đà tăng đảo chiều vào cuối phiên khiến các chỉ số đồng loạt giảm. Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư vẫn còn lo ngại về những rắc rối pháp lý của ông Trump sau khi cựu luật sư Michael Cohen của ông nhận tội liên quan đến gian lận thuế và báo cáo tài chính. Thưa quý vị, Avonbridge, nhà cung cấp dịch vụ bán vé trực tuyến đã công bố kế hoạch tăng tới 200 triệu đô la Mỹ trong đợt chào bán cổ phiếu công khai lần đầu. Công ty này cho biết hy vọng sẽ ra mắt trên thị trường chứng khoán New York với biểu tượng là EP. Avonbridge cũng đã sẵn sàng nhảy vào một nhóm các công ty công nghệ đang phát triển như Spotify, Dropbox và các nhà cung cấp phần mềm kinh doanh Dokusai, Jora, Domo để tung sản phẩm ra thị trường trong năm nay. Avonbridge tạo doanh thu bằng cách bán vé trực tuyến những người mua vé tham dự các sự kiện. Năm ngoái, hơn 203 triệu vé đã được phát hành thông qua dịch vụ của công ty. Theo báo cáo mới nhất, thì công ty này cho biết đã lỗ khoảng 16,5 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu năm, doanh thu tăng 61%, lên hơn 142 triệu đô la Mỹ. Năm 2017, khoản lỗ của công ty là 38,6 triệu đô la Mỹ và doanh thu là 201,6 triệu đô la Mỹ. Để tham dự vào các lễ hội âm nhạc và sự kiện lớn, thì năm ngoái Avonbridge đã mua lại Ticketfly và Pandora với hơn 200 triệu đô la Mỹ. Nhờ đó mà doanh thu thuần trong năm 2017 tăng thêm 27,5 triệu đô la Mỹ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của chương trình và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần 3. Chúng ta cùng gặp lại chuyên gia phân tích để cùng anh phân tích một số những cổ phiếu nổi bật trong tuần. Quý vị đang đến với phần 3 của chương trình và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại chuyên gia Nguyễn Tiến Cường của công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng để cùng anh điểm một số những cổ phiếu nổi bật trong tuần qua. Và thưa anh Nguyễn Tiến Cường, một câu hỏi mà rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đó là trong tuần qua thì anh có ấn tượng với cổ phiếu nào ạ? Trong phần giới thiệu doanh nghiệp ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu đến quý nhà đầu tư một doanh nghiệp đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đó là Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petromiet-Trung, mã chứng khoán là PMG. Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petromiet-Trung, PMG là một trong những cái thương hiệu mà khá uy tín ở thị trường gas Việt Nam hiện nay, là một trong doanh nghiệp sản xuất cái vỏ bình gas, rồi tồn trữ và chiết lạp các cái khí hóa lỏng, và là đầu mối cung ứng gas cho thị trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
với vốn điều lệ hiện nay sau khi tăng vốn hiện nay là 379 tỷ đồng và hiện đang giao dịch tại sàn giao dịch thành phố chính khoán Thành phố Hồ Chí Minh. PMG liên miết lần đầu tiên là vào ngày 25 tháng 1 năm 2018. Chúng ta thấy là trong quá trình phát triển 15 của PMG, từ số vốn ban đầu rất là nhỏ đến nay, PMG đã trở thành một trong những doanh nghiệp vươn mạnh và phát triển ở vùng Tây Nguyên cũng như là Đông Nam Bộ. Với cái kết quả kinh doanh, chúng ta có thể thấy trong năm 2020, trong 4 quý gần đây thì liên tục tăng trưởng. Và cái quý gần đây nhất chúng ta thấy là họ đã đạt tới 280 tỷ đồng doanh thu và cái lợi nhuận là 29 tỷ đồng. Tính chung EPS là khoảng 2007. Giá hiện nay của cổ phiếu PMG đang giao dịch quanh cái vùng 20. Là một doanh nghiệp thì trong cái sản kinh doanh trong lĩnh vực là kinh doanh gas thì công ty cũng có những cái lợi thế và có những cái khó khăn. Thứ nhất là chúng ta thấy về lợi thế thì đó là trong quá trình phát triển của mình thì PMG đã chú trọng đến cái việc mà phát triển cái hệ thống cầu cảng, kho bãi để nhập khẩu và tích trữ cái khí hóa lỏng LPG, và công ty hiện nay đang có cái cầu cảng tại Đồng Nai để nhập khẩu khí gas với cái khối lượng là hàng ngàn tấn một lần. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy là công ty còn đang sử dụng hai cái tổng kho ở khu kinh tế mở Chu Lai, nên chi phí hoạt động của công ty trong thời gian tới chúng ta thấy cũng sẽ giảm đáng kể. Cái lợi thế thứ hai đó là một doanh nghiệp mà họ kinh doanh trong cái lĩnh vực mà kinh doanh khí hóa lỏng thì chúng ta thấy là cái nhu cầu cái dân sinh và cái nhu cầu dùng trong công nghiệp đối với các cái sản phẩm về gas ngày càng lớn. Trong khi đó là chúng ta thấy là cái dân số của Việt Nam cũng như là cái tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam đang khá lớn, và cái tỷ lệ cái người sử dụng gas cho cái mục đích dân sinh và mục đích công nghiệp trong công nghiệp cũng ngày gia tăng. Và cái tốc độ phát triển chung của ngành cung cấp và dịch vụ gas hiện nay là lên trên 5%, và đây là một trong những cái lợi thế rất là tốt đối với một doanh nghiệp đang phát triển trong cái lĩnh vực này. Ngoài ra thì chúng ta thấy là công ty đang có một cái lợi thế đó là cái nhận diện thương hiệu. Chúng ta cũng đã thấy là công ty hiện nay khi chúng ta đến cái khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ thì cái thương hiệu PMG đã gần như là chiếm lĩnh toàn bộ cái thị trường Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Hầu như là tất cả mọi sản phẩm liên quan đến gas ở khu vực này người ta đều nhắc đến PMG, và công ty đang có định hướng đưa ra để phát triển khắp ở ngoài Bắc cũng như là trong Nam. Tuy nhiên thì với những cái thuận lợi như vậy thì công ty cũng gặp không ít khó khăn. Như chúng ta thấy đó là kinh doanh trong lĩnh vực gas thì công ty cũng gặp phải những đối thủ tương đối lớn, như là cùng đồng ngành như là công ty CNG hay Petrogas hay là khí thấp áp PGD. Cái thứ hai đó là những cái rủi ro mà chúng ta thấy nó hiện nay trên thị trường đang xuất hiện những cái tình trạng xăng chiết gas lậu, và đây cũng sẽ rồi ăn trộm cái vỏ bình, thì đây cũng là một trong những cái mà rủi ro của công ty khi đánh mất cái thương hiệu của mình. Ngoài ra thì chúng ta thấy PMG cũng là một doanh nghiệp mà chúng ta hiện nay là cái nhập nguyên liệu khí hóa lỏng là chính, và bởi vì trong nước là chúng ta vẫn chưa đáp ứng đủ cái nhu cầu của các doanh nghiệp cũng là nhu cầu của người dân, nên cái biến động tỷ giá cũng sẽ là một trong những cái ảnh hưởng rất lớn đối với kết quả kinh doanh của công ty. Ngoài cái biến động về tỷ giá thì chúng ta thấy là cái biến động về giá dầu trên thế giới cũng là một cái tác nhân có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. Và một cái nữa đặc biệt hơn đó là cái việc mà rủi ro về phòng chống cháy nổ. Như chúng ta thấy là đối với kinh doanh chất đốt này thì cái việc mà rủi ro trong bảo quản cũng như là cái phòng chống cháy nổ là một cái rất là lớn, và đây là một cái rủi ro tiềm tàng và các công ty đều phải có những cái chế độ tốt để có thể làm được.
Thì từ những cái kết quả kinh doanh cũng như cái thuận lợi hay những cái khó khăn của công ty thì tôi cũng có đưa ra một số cái khuyến nghị đối với nhà đầu tư chúng ta như sau. Thì chúng như chúng ta cũng thấy đó, thì doanh nghiệp khí hóa lỏng miền Trung thì đó là một cái doanh nghiệp mà có cái tỷ lệ cơ cấu cái cổ đông cũng khá cô đọng. Kết quả kinh doanh chúng ta thấy là 4 quý gần nhất thì cũng khá ấn tượng, với EPS 4 quý gần nhất đạt khoảng 2.700 đồng và PE hiện nay đang chỉ quanh khoảng 8.3. Công ty hiện nay thì đang kinh doanh trong một cái lĩnh vực mà có tốc độ tăng trưởng khá tốt, phục vụ cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng như cái đời sống con người, nên PMG có cái nhiều cái tiềm năng để phát triển mạnh trong những năm tới. Và khi mà chúng ta thấy cái đời sống của người dân nâng cao và cái nhu cầu sử dụng gas và cái mục đích sinh hoạt phục vụ sản xuất cũng ngày càng gia tăng. Trong tuần chúng ta thấy là giá của PMG hiện nay trên sàn cũng đang chỉ giao động quanh cái vùng 20.000 cộng trừ 300 đồng. Do đó thì tôi có khuyến nghị nhà đầu tư chúng ta cũng có thể cân nhắc mua gia tăng cái tỷ trọng trong những phiên điều chỉnh dựa trên cái phương pháp định giá và cái giá hiện hành cũng như cái xác định cái giá trị doanh nghiệp. Thì tôi cho rằng cái giá mục tiêu và kỳ vọng vào khoảng 30.000 đồng cổ phiếu trong trung và dài hạn đối với cổ phiếu PMG nó tương đương với cái PE khoảng 13 đến 15 lần. Xin chân thành cảm ơn. Chúc nhà đầu tư thành công. Xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Tiến Cường, và thời lượng của chương trình Giờ Kết Sổ đến đây cũng đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ Kết Sổ lần sau. Xin cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã cùng chúng tôi đồng hành với chương trình.